Mọi người, kính Đức Lộc xin chào tất cả mọi người nha. Hiện tại là 3 giờ chiều mình giờ. Tiến đang làm một cuốn mì. Cũng như thường ngày đến 3 giờ chiều là Tiến ăn mì nha mình chị. Mời tất cả mọi người ăn miếng mì. Trong mùa kinh tế khó khăn mình chị. Ngày nào 3 giờ chiều mình cũng phải ăn mì nha mấy anh chị. Giờ mình tiết kiệm được bao nhiêu tiết kiệm thôi. Mì này là một gói của nó là 2.500 nha mấy anh chị, 3.000. Trời bữa nay lại mưa nữa. Mưa quá trời mưa. Mưa to. Hiện tại thì Tiến đang ở công ty nha mấy anh chị. 3 giờ chiều. Mưa gió lớn. Sài Gòn đang mưa rất là lớn mấy anh chị ạ. Không biết chiều nay về đường có bị ngập hay không. Mọi người xem clip Tiến cho Tiến một like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký kênh nha mấy anh chị. Năm này 2023 kinh tế rất là khó khăn nha mấy anh chị.